Hằng xin chào đón quý vị đến với chương trình Góc Khuất Hôn Nhân, chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và công ty truyền thông Pink House phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, nếu như của những cặp vợ chồng họ đã lấy nhau từ rất lâu nhưng họ vẫn có những mâu thuẫn, những góc khuất trong hôn nhân của mình, vậy thì những cặp vợ chồng trẻ thì sao? Họ có những điều gì khó chia sẻ với nhau hay không? Chương trình Góc Khuất Hôn Nhân ngày hôm nay sẽ cùng chúng ta chia sẻ vấn đề này. Và Cát Tường xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt, thạc sĩ tâm lý Hoài An và diễn viên Mai Phương. Chào Mai Phương. Dạ. Hôm nay em có những dự án gì mới muốn chia sẻ với mọi người không? Là em muốn làm một cái album nho nhỏ, những ca khúc về mẹ và con để làm kỷ niệm để tặng cho con em. Dạ. Hy vọng là những cái điều mà em đang ấp ủ chưa thực hiện được thì em sẽ từng bước thực hiện một cách thành công. Dạ. Rồi chào Hoài An. Đến với chương trình Góc Khuất Hôn Nhân thì không biết là Hoài An có những cảm xúc như thế nào? Em nghĩ đây là một cái chương trình rất là có ý nghĩa. Bởi lẽ thì cái góc khuất trong hôn nhân thì đa phần là các cặp vợ chồng không có chia sẻ với nhau. Và nhân cái cơ hội này thì chúng ta thấy được rằng là các cặp vợ chồng có cái tiếng nói và hiểu rõ nhau nhiều hơn. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau về vị trí của mình để đón xem hai nhân vật chính. Xin mời. Bản thân thì rất là yêu thương vợ của mình. Cô ấy thì có bản tính trẻ con, hồn nhiên, cho nên là mỗi khi ở bên cạnh cô ấy á, thì mình cảm thấy rất là có nhiều năng lượng. Tuy nhiên thì những cái ưu điểm đôi khi làm cho gia đình có mâu thuẫn. Tuy là ông xã nhỏ hơn mình 2 tuổi, nhưng trong mắt của mình á, thì ông xã là một người rất là chững chạc, giỏi giang ngoài xã hội và cũng là rất tâm lý với vợ. Do chính vì quá tâm lý nên nhiều lúc khiến cho đời sống của vợ chồng nó có những cái mâu thuẫn. Tiên, chào Việt. Dạ. Tường hỏi là hai bạn lấy nhau lâu chưa? Dạ, hai vợ chồng em lấy nhau hơn 1 năm rồi chị. Hơn 1 năm thì chắc là cũng hiểu hết được tính ý của nhau đúng không? Hơn 1 năm nhưng mà tụi em là cũng có khoảng thời gian quen nhau là cũng hơn 7 năm. Cho nên là cũng có một phần nào đó là hiểu nhau. 7 năm nhưng mà chỉ một phần nào đó hiểu nhau thôi. Tiên ơi, cái giai đoạn 7 năm quen nhau với lại giai đoạn hơn 1 năm nữa chung sống thì cái điều gì mà Tiên cảm thấy là khác nhất ở Việt? Giữa vợ chồng em là không có cái điều gì khác biệt quá lớn. Tuy nhiên nó cũng có một số cái điều khác biệt nhỏ, nó hơi không hiểu nhau về cái cách sống. Thế vậy chồng có biết những cái sở thích của vợ không? Vợ thì có sở thích là lướt Facebook, mua sắm với lại làm đẹp. Sao nghe có vẻ những sở thích nó chung chung mà em cũng vậy thôi. Chị cũng vậy đúng không? Cái này là chồng đang khen hay đang chê? Dạ. Chắc chê đúng không? Không có khen đó chị. Vậy thì hôm nay hai bạn đến với chương trình Góc Khuất Hôn Nhân, bây giờ mình đã sẵn sàng đối thoại với nhau trong chương trình này chưa? Dạ rồi. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta hướng về sân khấu để xem tình huống đầu tiên của ngày hôm nay. Vợ ơi! Vợ! Vợ! Em đây nè! Sao? Ủa? Đi làm về mệt không? Mệt mệt! Nấu cơm chưa? Đói bụng quá! Hôm nay với lại em nấu món canh chua cá lóc, món mà chồng thích ăn nhất á! Trời ơi! Thương thương quá! Thương vợ của anh quá! Ý! Ủa? Chồng muối gì vậy? Anh đi làm về sẵn tiện ghé chợ! Ủa vậy hả? Bây giờ anh đố em một câu đố! Anh đố em cái này là cái gì? Là cây gì? Nếu như em trả lời đúng á, thì bữa nay là anh sẽ dọn nhà cửa cho em hết luôn. Còn nếu sai á, em phải dọn ngược lại. Chôm. Thôi, phải thật đố nữa. Theo quan sát của em thì cái này nó hơi khô khốc nè. Rồi, em biết rồi. Hay quá. Đây là cây khô. Nó là cây khô, đúng rồi đó. Đúng rồi. Cây khô. Nhưng mà tên của cây khô này là cái gì? Cái tên nó là khô đó, là cây khô. Không phải, trời ơi, nó phải tên cây khô. Nó có tên đàng hoàng. Là cái gì? Trời được ơi, suy nghĩ kỹ đi. Cố gắng nhớ lại, cái này rất là dễ đoán. Nói chung là em thấy khô là em nghĩ nó là cây khô thôi đó. Bây giờ đúng sai làm sao nè? Trời đất ơi, cái cây này á là cây gì biết không? Cái gì? Nó là rễ của cây cỏ chanh. Rễ của cây cỏ chanh hả? Ừ. Ủa gì kỳ vậy? Sao kỳ? Hồi nãy chồng mới vừa đố em á, đố em đây là cây gì? Ừ. Tự nhiên em đoán cây khô, cái đáp án là rễ của cây cỏ chanh. Ừ. Cái đáp án kỳ vậy?
Tự nhiên đố cây mà cuối cùng là rễ là sao? Ủa anh là người của chương trình, anh muốn đố gì anh đố, em phải trả lời được chứ. Nó tóm lại là em thua, bây giờ em sẽ dọn nhà, lau nhà hết tất cả mọi thứ. Không phải, không phải, nhưng mà chồng như vậy chồng nhọc nhằn lắm. Chồng vừa đố em rõ ràng là đây là cây gì thì tự nhiên em mới đoán nó là cây. Chứ nếu mà chồng hỏi đây là rễ gì thì nhiều khi là em suy nghĩ là em đoán được rễ rồi mà. Em trả lời sai, bây giờ em phải làm nhiệm vụ của em đi. Thôi chồng kỳ quá, tự nhiên hai vợ chồng ỷ hai chồng học luật cái xong hả chồng đố vậy sao sao ta trả lời nào chồng cũng nói lý lẽ được hết trơn á. Rồi đưa bây giờ em sai em phải chấp nhận em sai chứ, bây giờ tự nhiên mới nói anh nhập nhằng lý lẽ là sao? Thôi em biết rồi. Biết gì? Ý là chồng cố tình đúng không? Chồng cố tình chồng đố em như vậy để rồi hả hôm nay hả công chuyện nhà đồ nọ là hả đưa cho em làm hết, chồng không chịu làm đúng không? Ủa cái gì vậy, nãy giờ anh đố vui giải trí thôi mà chứ đâu có ý gì đâu. Tao bực bội quá quê rồi, không hứng nữa. Muốn ăn đúng không? Làm đi bếp. Muốn dọn đúng không? Tự dọn đi, không dọn nữa. Ôi trời, bây giờ anh ăn đó. Ôi dở dở. Xem xong tiểu phẩm vừa rồi thì Việt cảm thấy như thế nào? Tình huống vừa rồi cũng đã từng xảy ra với vợ chồng của mình. Tính cách của vợ mình là mình đã hiểu từ trước khi cưới. Có nghĩa là vợ mình hồn nhiên, vợ mình trẻ con. Tuy nhiên còn một thêm một cái nữa là rất là bảo thủ. Vợ mình đã đưa ra một cái quan điểm nào đó mà trái ý với quan điểm của mình á, thì rất là khó bẻ cong cái quan điểm đó của vợ. Cho nên nhiều khi mình có nói với vợ là vợ phải đi học luật đi, và phải học luật sư giống như chồng đây nè, chắc chắn là vợ sẽ giỏi hơn chồng. Bởi vì sao? Cãi quá trời cãi luôn. Nhưng mà những lúc như vậy thì em có phân tích cho vợ em thấy là cái đó là không đúng không? Cũng đấu tranh quyết liệt lắm chứ, cũng phân tích là logic đủ thứ cách cũng không thể nào khắc phục được. Rồi hậu quả của những cái lần tranh cãi đó là như thế nào? Về góc độ bản thân của mình á, thì mình cũng là người thích tranh cãi. Mình tranh cãi đến cũng là rất là quyết liệt, cho nên nhiều khi vợ cứ nín hình thôi. Vậy là anh luật sư này hay cãi rồi. Phương nghĩ nha, không biết Phải Tiên có cảm giác giống vậy không? Thật ra là đôi khi mình ngoan cố, mình cãi cố là thật ra mình chỉ muốn được chiều thôi, phải không? Dạ yeah. Mà mắc gì anh phải ráng mà anh phân tích logic làm cái gì? Em cũng lớn rồi chứ bộ, mặc dù em trẻ con vậy chứ em cũng có đi học, em cũng có đọc báo chí, em cũng biết vậy. Có nghĩa là anh muốn bảo vệ cái quan điểm đó của anh là đúng. Rồi nhiều lúc cứ cãi qua cãi lại em thấy thôi, cãi hoài nó cũng không có đi đến cái khúc cuối. Đúng. Cho nên là em chọn cách là em im lặng. Nhưng mà trong lòng nó cũng không có một lắm à. Rồi trong ảnh thấy, rồi ảnh cứ nói quyền thiền. Sau đó cái anh cảm thấy tự nhiên, ủa sao con mình ơi, mình nói mắc cỡ quá, cái anh ngừng. Trời ơi, vậy là anh nói dữ hơn vợ. Trời ơi. Nhưng mà rồi có những lần nào mà đỉnh điểm hai vợ chồng mà cãi vã nhau thì em giận quá, em làm gì? Khi mà giận quá là em cũng chỉ im lặng. Em lên để lầu cho khóc anh chị nói. Hả? Lên lầu khóc. À, có lên lầu khóc hả? Rồi lúc đó làm sao? Em thì hay mũi lòng chứ khi vợ phụ nữ khóc, cho nên là lên lầu năn nỉ. Là trong những cái lần mà cãi vã như vậy đó, em im lặng, nhưng mà có cái nào em im lặng nhưng mà em thấy là em cãi sai mà em cãi bướng không? Dạ cũng có, đôi lúc là tự nhiên mình thấy mình hình như cái này cũng hơi sai quá, nhưng mà cái tôi của mình lớn quá cho nên là nhiều lúc mình cũng không có thừa nhận là mình sai. Cái câu chuyện mà nãy em thấy trên sân khấu nó cũng hơi có giống như vợ chồng em. Đó là cái trường hợp là ảnh chở em trên đường, thấy một người phía trước đang chở một người phụ nữ ôm một cái cây bên tay phải và một cái bó rễ chanh. Ảnh mới hỏi là đố em người phụ nữ phía trước đang ôm cái gì. Thì thực sự là em không thấy cái bó rễ chanh ở dưới chân chị ấy. Em chỉ thấy được tay chị ấy đang cầm cái cây, nên em nói đó là cái cây. Cái nó không phải, đó là rễ chanh. Thì em mới kịp nhìn xuống, đó là bó rễ chanh. Em nói ủa anh đâu có hỏi là cái bó mà chị đó ôm trên đùi đâu, anh chỉ hỏi chị đó đang cầm cái gì thì em được quyền nói cái cây. Cái anh nói em sai rồi, em còn cái giống như là cái đó là em cố chấp, nhưng mà em nghĩ cái đó mình không cố chấp. Không, không phải cố chấp. Dạ em đúng rồi. Em đồng ý, thiệt sự là như vậy. Tại vì thật ra là cái đó nó chỉ là một cái chút hiểu lầm, có thể là tại không thấy cái cây thôi. Em lại thấy anh cố chấp. Anh Việt này nè, anh đố vợ, tức là anh có cái ý anh đố là anh này cũng đang một cái gì đó rất vui vui thôi. À, nhưng mà cuối cùng là chính vì cái sự tương tác giao tiếp nó không có được gọi là mềm mại lắm, nên cuối cùng là dẫn đến chuyện cãi vã. Ủa, mà anh muốn vui thì khi chẳng hạn như anh thấy vợ anh không vui thì anh phải chuyển làm sao để vui chứ không thể nào mà anh cứ hòa giải cho vợ chồng người ta. Không phải là gia đình mình lục đục. Ủa mà Việt ơi, tại sao em thoái đố vậy? Em lúc nào cũng muốn vợ ra ngoài có sự quan sát, thì vợ thiếu cái đó. Vợ thường chạy xe ra đường, ít tập trung. 10 lần đố thì tụi em gây lộn ít mấy lần?
Dạ, chính lần. À vậy khổ vậy, em chọn phương án khác đi em. Dạ đúng rồi. Thay vì là mình đố vợ mình thì thôi mình chỉ vợ mình đại luôn đi, làm khó nhau chi. Em coi cái chị đó kìa, đó chị xách cái rễ tranh kìa em. Ở đó giờ em thấy cái rễ tranh chưa? Vậy cho nó khỏe đi. Không tin đồng ý không tin. À đúng rồi đó chị. Hai vợ chồng cùng bàn với nhau. Trời ơi, đố chi mà 10 lần mà chết mất 9 lần. Ủa mà cái này là anh chồng anh đang tố cô vợ mà giống như nãy giờ mình cứ dồn dập vô ảnh quá vậy. Ủa, ảnh tố thì em muốn quyền bào chữa vậy. Bây giờ mình để xem là coi vợ em có cái điều gì mong muốn hoặc chưa có hài lòng về em hay không. Dạ. Xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu để xem tình huống thứ hai. Trời ơi, bà xã number one. Bà xã anh nhớ em nhiều, thương em nhiều. Trời ơi, áo cạnh quá. Trời ơi, coi kìa. Gì vậy chồng? Hả? Ủa? Nãy anh đi ăn với khách hàng đó, sẵn tiện anh ghé qua cái tiệm giày hôm qua đó, anh mua luôn. Đâu, em coi coi. Ủa? Tại sao lại mua đôi giày này? Thì hôm qua là em thỏa thuận mua đôi giày kia. Đúng rồi. Nhưng mà đôi giày này là cái đôi giày mà lúc đầu anh thích nó trước khi mà hai vợ chồng mình thỏa thuận đó. Biết rồi, nhưng mà em có phân tích với anh rồi, định mua đôi kia mà tại sao tự nhiên mua đôi này? Hôm qua là đúng là thỏa thuận như vậy, nhưng mà tự nhiên bữa nay anh gặp đôi giày này cái sở thích của anh nó lại trở về, anh thích quá, anh chịu không nổi anh mua đôi giày này luôn. Hôm qua rõ ràng á là anh hỏi ý kiến của em, xong rồi em mới phân tích cho anh rõ ràng á là bây giờ á chủ yếu là anh đi làm. Anh phải cần có một đôi giày nó phù hợp với hạ công việc của anh. Còn cái đôi giày này là chỉ phù hợp để đi chơi thôi. Hôm qua anh cũng đồng ý rồi, đúng không? Tự nhiên cái bây giờ anh mua đôi này làm sao? Vậy anh hỏi ý kiến em làm gì? Trời đứa cô em là vợ anh mà, anh phải tôn trọng em, hỏi ý kiến em chứ. Anh tôn trọng em. Anh hỏi ý kiến em cho đã vô. Cuối cùng anh mua theo ý kiến của anh. Vậy anh tôn trọng em chỗ nào? Thì em là vợ anh. Anh mua cái gì anh phải hỏi ý kiến em để cho em có sự tồn tại, có mặt trên cõi đời này, hiểu không? Bây giờ em không hỏi anh là em như người vô hình rồi thì... Ủa là anh hỏi em cho có vậy thôi, hỏi kiểu vu vơ vậy thôi hả? Không có, anh vẫn hỏi vẫn tôn trọng thì... Bây giờ thì... Tôn trọng cái gì? Anh em đã nói với anh rồi, cái tháng này nói chung vợ chồng mình phải lo nhiều thứ. Tiền bạc phải lo cho tùm lum tùm lưa hết trơn á. Cho nên là em mới nói anh là ráng đi, mình mua đôi giày đi làm. Rồi tháng sau mình có tiền, thủng thỉnh mình mới mua đôi giày đi chơi. Thì bây giờ anh thích đôi giày này quá, sẵn tiện mua rồi. Em thấy anh lúc nào cũng vậy á, từ trước tới giờ lúc nào hay làm cái gì đồng ý anh cũng hỏi ý kiến của em. Vợ ơi cái này được không? Em cũng phân tích rõ ràng. Cuối cùng anh toàn là anh làm ngược lại không à. Vậy thì từ nay trở về sau đừng bao giờ hỏi bất cứ một cái gì hả ý kiến của em á. Anh coi như người vô hình đi. Trời ơi, vợ. Trời đứa ơi, cứ mỗi lần bắt cái lộn mà bắt trốn vô góc khuất của bà không vậy đó. Xong thì thấy hai người đều tươi luôn. Tại vì em thấy nó có ở đâu đó hình ảnh hai đứa em ở trong đó. Nó xảy ra cũng thường xuyên hàng ngày luôn á. Ví dụ như là hôm nay là hai vợ chồng đi ra một cái quán ăn à. Rồi anh sẽ nói là em chọn món ăn đi à. Em chọn món này thì anh nói món đó đâu có ăn được đâu. Cái bắt đầu em mới nói là vậy thôi anh chọn theo ý anh đi. Nói thôi vợ chọn đi, vợ chọn món gì mà vợ thích ăn đó. Rồi xong cái em cũng chọn nữa, cái anh nói chọn ơi món này đi ăn quán mà lại ăn món này. Cuối cùng còn để em chọn cho. Đợi em chọn lâu quá. Anh đẩy qua cái quyền là để mà cho vợ chọn mà cái gì anh cũng không chịu hết. Ý của ảnh là lúc nào là cũng muốn là vợ chọn cái món theo ý vợ, nhưng mà phải là đúng với ý của ảnh. Chiều theo chồng thì cũng cảm thấy ngon. Bình thường thì nói chung là cũng vui vẻ. Nhưng mà đến những cái lúc mà đang bực trong người mà như vậy thì trở nên nó thể xảy ra mâu thuẫn. Em có thật nói ra cũng không có đến mức vậy chị. Chứ sao? Sao? Ủa là nãy giờ tôi ghim chú lắm rồi nghe chú. Đó đúng rồi đó chị. Thật ra em làm cái gì em cũng hỏi ý kiến vợ á. Chị biết mà, nãy giờ ai cũng biết hết trơn á. Buổi sáng dẫn vợ đi ra đường ăn sáng. Thì đầu tiên hỏi là sẽ hỏi là hôm nay vợ ăn cái gì? Nói em rất là tôn trọng ý kiến vợ. Xong em... giờ nói vợ ăn bánh canh. Cái em nói thôi bánh canh đừng ăn, ăn phở đi cho nó ngon. Nhưng mà đôi khi bánh canh nó không có tiện được. Vậy thì mai mốt mà em nên hỏi vậy nè. Em ơi sáng nay em ăn cái gì, nhưng mà quán bún nó lại gần nhà mình đó. Em đưa luôn vậy cho rồi, kêu người ta chọn. Dạ, em không có làm gì đó chị. Vậy luôn á dạ. Hả? Vậy luôn em chịu được luôn hả em? Dạ. Ồ. Em người phàm em đâu có chịu nổi vậy. Trời ơi, người ta tin tiên mà chị. Đó, người ta là tin hết. Nhưng mà em không có nghĩ là đến một lúc nào đó khi mà vợ em bị ức chế quá, giống như vợ em nói là có những cái lúc mà vui thì không sao, chịu em được, những lúc bực mình quá rồi người ta quậu quọ rồi nó trở nên căng thẳng, xung đột trong gia đình rồi sao. Nhưng mà đôi khi 10 lần cũng được 1 lần mà. Không biết là còn lại
là em làm chồng hay là em làm cha người ta vậy? Một lần. Luật sư nói đi, cãi. Tại sao không tôn trọng ý vợ? Thật ra em rất là tôn trọng ý vợ đấy chứ. Đôi khi thì em cũng chịu lòng cô ấy, cho cô ấy vui. Ví dụ lần nào? Ví dụ như em hỏi hôm nay ăn cái gì? Cái vợ nói thôi ăn thằng cơm tấm Long Xuyên đi. Quán cơm tấm Long Xuyên đó đúng là trên đường đi làm, cái em ghé qua. Ủa ở đâu em, hai chồng em ở đâu mà đi làm ở cơm tấm Long Xuyên? Công em á là ở em ở Long Xuyên đó, mà em với vợ chồng em sống ở Cần Thơ, cho nên là đôi lúc em rất là thèm cái món cơm tấm ở quê của em. Và nhưng mà hiện tại là hai vợ chồng đang ở Cần Thơ hay ở Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hôm nay lên đây tụi em đi lên lúc 4 giờ sáng. Hay quá. Dạ đi xe ôm lên đó chị. Cái gì? Đi xe ôm lên đó. Hai chồng đi xe ôm lên. Một chiếc xe ôm hay hai chiếc xe ôm? Chồng em á là thường có tính hay vui vậy đó chị. Khi quay hình là hai vợ chồng ăn gì chưa? Dạ rồi chị. Ăn theo ý em hay ý ảnh? Dạ ý vợ, ý vợ. Ý vợ hả? Ý vợ, dạ, ý vợ. Ăn vợ ăn món dạ gì? Bánh canh chị. Bánh canh hay quá. Hay quá. Tại vì bên đường nó có quán bánh canh một mà. Quán bánh canh không có sự lựa chọn. Bây... mà nó nghe nè, để là chị nói nghiêm túc nha. Bây giờ hai đứa em còn trẻ, hồi nãy giờ mọi người ở đây coi ai cũng vui hết đúng không? Dạ. Yeah. Tụi em tranh cãi nhưng mà mọi người vui. Nhưng mà vài bữa nha, tụi em phải lo về cơm áo gạo tiền, rồi con cái đầu bù tóc rối nữa. Rồi em lại nghĩ mình bây giờ chắc sanh con rồi mình xấu rồi kia. Em có những cái tự ti của bản thân nữa. Mà mỗi lần chồng em mà không tôn trọng ý em là em sẽ nổi điên. Đó là không phải vì Tường hâm dọa, nhưng mà như Tường nói trước những cái viễn cảnh mà tụi em sẽ gặp phải nếu như ngay từ bây giờ tụi em không giải quyết những cái lăng tăng này. Đúng. Chị đứng lên vậy căng thẳng lắm ha cưng. Dạ em đang quan sát ảnh mà chị. Đã cô nói trước nha là cho dù là phụ nữ có trẻ con hồn nhiên bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì đến một tuổi nào đó họ cũng phải lớn hết trơn á. Và khi cái lớn đó cộng với những cái mà trước đó họ đã phải nhịn, phải chịu đựng rồi thì dễ bùng nổ lắm. Cho nên á, Phương nghĩ vậy này, không biết là tiên đồng ý với Phương, không phải là mình không chịu chồng. Nhưng mà cái hay của chồng không phải là bắt buộc vợ phải nghe, mà cái hay của chồng là phải thuyết phục vợ nghe mà cảm thấy thoải mái. Đúng không? Bắt chứ đầu không? Từ ngày hôm nay, tập nhìn, tập chiều vợ, lắng nghe ý kiến của vợ. Yeah. Nha. Nhớ nha, hôm qua tôi xuống bên đây làm bậy á, qua đây. Nãy giờ đây mọi người đều nhìn nhận là hai đứa em rất rất là hạnh phúc luôn. Rồi mà chở nhau rồi lên tới Cần Thơ, lên tới đây là thấy hạnh phúc rồi. Em muốn ảnh mà phải nghe ý kiến của em thì em cũng phải chứng minh cho anh thấy là em phải chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Đôi lúc mình cũng phải bỏ bớt cái tính trẻ con đi. Trẻ con nhưng mà nó phải đúng. Trẻ con dễ thương chứ đừng có trẻ con theo kiểu là ngang bướng cố chấp. Ví dụ cái nào chồng mình nói đúng, ảnh làm luật mà, nhiều khi ảnh nắm luật ảnh nói đúng luật thì em phải nghe. Còn cái nào mà ảnh sai thì mình nói anh ơi vậy là không đúng là kia. Chứ mình vẫn giận dỗi vu vơ rồi kệ ảnh bỏ đi luôn thì cái gốc của vấn đề nó vẫn chưa giải quyết được. Thì nó sẽ đến lúc nó sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Đúng không? Nhiều khi em cũng có nói thì sao biết không chị? Đó là em nói nếu như mà em thuyết phục vợ em mà xin lỗi em được một câu á thì em sẽ là người chiến thắng nhất. Chi vậy? Chiến thắng chi vậy? Tại vợ em chưa bao giờ biết xin lỗi. Không, em có xin lỗi ảnh. Mới cái vụ gần đây là có, mà tại em quên rồi đó. Vụ gì xin lỗi ảnh vậy? Là cái trường hợp là giống như là ảnh đi hẹn khách hàng của ảnh là cũng như là từ buổi trưa. Ảnh nói là tới chiều ảnh sẽ về. Rồi ảnh nói là vợ nhà chuẩn bị đi chiều tối anh chở vợ đi chơi. Cái mình cũng chuẩn bị xong xuôi hết trơn, cái chiều anh điện lại anh nói là khách hàng là có xuất hiện thêm vài người nữa nên là cái cuộc vui nó hơi kéo dài một tí thôi, thì cỡ tầm 7-8 giờ tối là anh sẽ về đó, nên là vợ chờ thêm chút nữa. Chờ tới 9-10 giờ cứ điện cho anh liên tục, cuối cùng anh nói anh đi tăng ba karaoke. Cái tự nhiên mình chuẩn bị đồ đẹp xong tự nhiên mình đi ngủ giống như là nó không có phục quá chị. Xong rồi cái ảnh đi về, cái tính của ảnh là khi mà đã có rượu vào á, ảnh rất là yêu thương vợ. Nhưng mà mình á, mình nói ủa cái mấy cái lần này nó cứ xảy ra hoài à, mình hôm nay mình giả bộ mình làm mặt nghiêm đi, mình dặn cho ảnh đi để mai mốt đừng cho mình leo cây nữa. Cái em im lặng không nói gì trơn, cái ảnh năn nỉ hai ba lần. Thật ra em nghĩ vợ em phải hiểu cho em, tại vì em đi gặp khách hàng mà em trước đi gặp khách hàng thì em đều thông báo với vợ em. Em phải hiểu cho vợ em nữa, cái người ở nhà ta có lại tâm trạng ta con nít nữa. Em nói là em yêu vợ em, tại vợ em hồn nhiên. Người ta ở nhà ta trang điểm rồi chờ 5 tăng 7 lượt thì người ta phải có bực chứ, người ta giận chứ. Em chờ đợi tới năm nỉ lần thứ 3 là em siêu đó chị. Nhưng mà anh cuối cùng tới lần thứ 3 cái ảnh quạo lên. Trong lòng em nghĩ là cái chuyện đó nó nhỏ thôi, em chỉ giả vờ là giận hơn để cho ảnh, để mai mốt ảnh đừng có muốn có cái gì thì phải giữ lời hứa với em, chỉ vậy thôi. Mà cuối cùng là nó xảy ra xung đột là giận nhau rồi không ai nói chuyện với ai đâu, là cỡ chừng 2-3 ngày. Cuối cùng em phải xin lỗi ảnh.
Dạ, tới cái ngày thứ ba em thấy hình như là cái chuyện này nó đâu có gì đâu mà sao tới căng thẳng như vậy. Thôi kệ, mình xuống nước mình xin lỗi anh đi. Rồi thôi, thua, chị thua em luôn, chị đi về. Để chuyên gia tâm lý tâm sự với em đi, cái chuyện hết cách. Đúng là về cái vấn đề này thì tôi rất là đồng cảm với lại cái người chồng. Gì vậy trời? Chúng ta cần phải có những cái sự đồng cảm một chút. Tuy nhiên thì cái lỗi của anh ở đây á, là cái việc là anh lặp đi lặp lại hoài. Dạ. Có đúng không ạ? Anh nói là thôi, hôm nay chắc tiếp khách không biết tới giờ nào về, thôi khỏi giờ khỏi đợi. Bọn này anh cứ nhắc lại là đợi thêm chút nữa đi anh sẽ về. À, sợ em ở nhà em đi chơi á, lỡ đang nghỉ đẹp rồi, nói là về là em đi chơi. Ích kỷ, đã vừa lỗi hẹn mà vừa ích kỷ nữa. Trong một cái cuộc mà ngồi nhậu như vậy á, thì thật sự là cái người mà đứng lên về sớm á, thì cái người đó rất kỳ là mất mặt. Và thậm chí cũng xin được chia sẻ luôn á là đôi khi mấy anh á, có một cái tuyệt chiêu như thế này nè, điện thoại của ai mà vợ gọi reo lên thì bao tiền hết nguyên cái bàn đó. Đó, thành ra nói chung là nó cũng sẽ có cái này có cái kia, nhưng mà mình cũng phải hiểu rõ cho vợ. À, xí ở cái chỗ này đi, nãy giờ em thấy anh đang lên là bên chồng đúng, và tụi em vẫn thấy có những người đàn ông nha, tức là đến cái giờ đó đã hứa với vợ về là vẫn về, và trong bàn không có vấn đề gì hết á, bởi vì người ta đã hiểu tính cách của người đó rồi. Cho nên em nghĩ rằng cái vấn đề ở đây là nhiều lần rồi. Em nghĩ này là chiêu, biết vợ nhường cho nên là bắt vợ phải xin lỗi. Không có lý nào mà. Thật ra trong lòng em nghĩ cái điều xuất phát này là lý do là vợ không tin mình. Ở góc độ của bản thân là rất là tin tưởng vợ. Nhiều khi là thấy vợ ít bạn bè, cho nên là khuyên vợ nên ra đường kết bạn thật là nhiều. Em lấy chồng về Cần Thơ thì em không có mối quan hệ bạn bè. Tại vì em chỉ có mình anh ảnh, nên họ đi đâu còn cũng đi chung với ảnh. Chứ em đi chơi với ai vợ? Biết đâu đi được. Anh nói biết là đâu đi được với ai đâu. Anh cứ nói vậy, chỉ chờ ảnh về để chở vợ đi chơi thôi. Có bao giờ bạn chia sẻ với chồng mình cái điều đó không? Dạ, em cũng có chia sẻ với ảnh, mà giờ anh đã khắc phục rồi. Giờ là ảnh có đi chơi với bạn bè khách hàng thì ảnh cũng dẫn vợ theo luôn. Để cho vợ có thể là tiếp xúc được với thêm bạn bè. Thôi được rồi, thật ra thì hồi nãy giờ chia sẻ bơi móc vấn đề của hai vợ chồng để mà nói cho hai đứa em giải tỏa được những cái ức chế trong lòng. Đặc biệt là Tiên, sự vợ em đã hy sinh cho em rồi, em phải ghi nhận, phải trân trọng và phải yêu thương vợ em hơn. Tại vì vợ em đã bỏ cái nơi mà bạn bè nhiều của cô ấy để đi theo em. Thì đôi lúc cũng có những cái bức bối trong lòng, đâm ra giận dỗi trẻ con vu vơ một chút. Thì thôi, mình đàn ông mình phải đại trượng phu, mình phải chia sẻ năn nỉ chút xíu. Với cá nhân phụ nữ thì Phương nghĩ là mình nên tìm cho mình một cái sở thích, một cái thói quen nào đó, có thể là theo thùa may vá hay cái gì cũng được. Mình cũng giết được thời gian, và cái thứ hai nữa là cả hai người đều an tâm về nhau và đỡ phải trong tình trạng lúc nào cũng bị hướng về người kia và lo lắng. Ở đây thì tôi thấy rằng là đối với lại người chồng á, anh đang dùng cái lý lẽ hơi nhiều, nhưng mà anh lại không có tác động đến lại cái trái tim của người phụ nữ của anh. Đúng không ạ? Như vậy rõ ràng là trong quá trình mà anh thuyết phục người khác á, thì bên cạnh cái việc mình đánh vào lý trí thì mình còn phải đánh về cái tình cảm, tình thương nữa. Cố gắng là tìm hiểu xem là cái nhu cầu của cổ là ở đâu. Hay tôi thường gọi là cái trung tâm dễ chịu á, của cái người đối phương á, nằm ở chỗ nào, để mà chúng ta kích hoạt hai bên sẽ có một cái sự thỏa mãn. Đi nên và bạn chạy chỉ cho em nha. Đó, và để làm được điều này thì thật ra là hai vợ chồng phải có nhiều cái thời gian chia sẻ với nhau. Đặc biệt là bạn Tiên nữa, bạn không nên im lặng đâu, mà chúng ta nên nói ra cái nhu cầu của mình á. Và điều mà tôi nghĩ rằng là cả hai có thể làm được á, đó chính là gì ạ? Chúng ta có thể viết ra giấy, nếu chúng ta ngại chúng ta nói, mỗi bên viết ra những cái nhu cầu của mình đi. Ví dụ như là em rất là thích anh khi mà đi về sớm, những lúc đó thì anh rất là phong độ, ví dụ như vậy. Và trao đổi, thì khi đó cả hai nhìn vào cái tờ giấy đó thì sẽ biết tự điều chỉnh. Bây giờ là lúc hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau để mình nói với đối phương những điều gì mà mình mong muốn cái người bạn đời của mình sẽ thay đổi. Xin mời hai bạn. Chỉ cần anh thay đổi một chút xíu cái chỗ là đừng có áp đặt suy nghĩ là ý nghĩ của anh cũng là ý nghĩ của vợ và vợ sẽ thích. Cảm ơn vợ, hứa với vợ là lần này sẽ khắc phục điều đó. Anh rất là mong vợ hiểu cho công việc của chồng, bớt tính trẻ con một chút xíu, chững chạc hơn. Vợ cũng xin hứa với anh, vợ sẽ cố gắng thay đổi những cái phần mà anh không hài lòng để cho vợ chồng của mình hạnh phúc hơn. Trong thời gian qua anh cũng có làm cho vợ buồn, thì nhân dịp này anh xin tặng vợ một bài hát đó. Dù có những cái lỗi lầm nhỏ gì trong cuộc sống thì hãy nên bỏ qua,
để đừng vì một cái lỗi lầm nhỏ đó mà mất đi hạnh phúc đang có. Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi, hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Vào bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chưa dám cho cuộc tình anh dành trao. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn chờ sao tỏa sao, chưa dám cho cuộc tình anh dành trao. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn. Việt ơi, trời sinh ra hai bạn để gặp nhau, để yêu thương nhau. Hai bạn trăm năm hạnh phúc, rồi sẽ có những đứa con ra đời trong mái ấm gia đình của hai bạn nữa. Kính thưa quý vị, chương trình Góc khuất hôn nhân do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty truyền thông Pinhouse phối hợp thực hiện xin phép được tạm dừng tại đây. Và quý vị hãy nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 20:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV9 quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Giờ anh ăn một mình thì mắc mớ gì anh phải làm. Thôi dẹp đi, từ nay tới là khỏi ăn sáng. Tự một mình anh cứ ăn luôn, dẹp luôn, giận luôn. Em là người đi mua tất cả nguyên liệu về nấu đồ ăn. Em cũng nấu luôn, rồi em cũng dọn ra luôn. Mời xuống ăn thì không ăn. Khá thất vọng, công sức mình bỏ ra mình làm cho vợ mình ăn. Thứ vẫn ủng hộ cái việc là vợ chồng sẽ cùng ăn, có thể cùng nấu với nhau nữa cũng được. Tại vì cái đó là sự gắn kết rất là quý giá. Ông á, là mất gánh chi là không cho tăng cân. Mà tôi ăn sáng, tôi cân thì bị ổng nói. Vừa muốn vợ khỏe, vừa muốn vợ đẹp, đúng không? Thì bây giờ mình phải chọn con hai. Bây giờ cổ lên sao em mò là ly dị hả? Không, thì em ép chậm cân. Không có nói đó. Nó em mà sống là anh không thương được.